Còn một ngày nữa thôi, bà Noi đến tìm gặp em gái vì không liên lạc được. Gọi cửa mãi cũng không thấy ai đi ra, Noi được những người dân nơi đây giúp phá cánh cửa. Bà ấy đi vào, bên trong nhà xuất hiện rất nhiều giòi bọ. Cuối cùng kinh hoàng phát hiện bà đồng Nim đã chết mà không rõ nguyên do. Santi mất đi một người đồng hành trong lễ trừ tà, nhưng ông ấy vẫn quyết định thực hiện nó cho bằng được. Ngày quan trọng cũng đã đến, bùa chú xuất hiện khắp nơi. Minh được đưa đến tòa nhà bỏ hoang với một cái bao trùm mặt. Lễ trừ tà bắt đầu với rất nhiều người học trò của Santi hợp sức. Sau vài phút niệm chú thì gió bắt đầu thổi mạnh vào. Các ác linh kia đã được triệu hồi để nhập vào Minh. Máu chảy ra khắp nơi trên cơ thể, nhưng người đang được làm lễ là bà Noi. Còn Minh bị nhốt trong phòng với bùa dán xung quanh cửa. Cái bao trùm đầu được tháo bỏ thì bà Noi nôn ra thứ chất lỏng gớm ghiếc vào một cái bình. Santi buộc chặt nó lại rồi tiếp tục niệm chú.